đưa cái này cho mấy người âm binh mà anh nghe, anh về anh chở con bé đi học. Đây đây để anh đưa. Nó điều khiển mấy cái thằng ông công để nó chạy chờ còn đưa cho cái hai cái đèn cày á, đưa cho cái ông mà rồi, okay. Đội âm binh á, nha về chạy chạy học rồi đi 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 đi. No. Xe rải là phải ngồi mở cửa ra luôn á. Đâu có lên, đưa ra đã. Đưa ra đã. Không, tiệm nhiều mộ lắm. Không còn ngoại nữa. Đi. Nhanh lên. Mình phải đưa ra trước nữa. Đưa ra thì người ta đưa.
mình đi lên tỉnh mình quét trước, quét mộ ông bà nữa, cô Vân rồi nữa mà. Quen quen. Dạ tôi không được. Bình chợ có không? Hả? Bốn cái bao đó có không? Giờ mày chụp hình ở đây đi. Mấy bao bình chợ có không? Mày chụp hình đi. Thằng Zin đâu? Lấy mấy cái máy chụp mấy hình hình thằng Zin á. Thằng Zin để vô. đứng nửa chân ra sao? Vô mà đứng nửa chân thôi, thôi 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 khỏi đi, khỏi đi đứng rồi. Về
về cái đây thì hơi đúng thì mà có đông đảo được như vậy đúng không? Có cứ Hãy subscribe.